Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi tin Đức Chúa Trời là thần tính, Ngài sẽ làm cho chúng ta. Thưa Hội Thánh, chúng ta ai nấy cũng đều biết rằng Chúa Giêsu là bậc thầy ở trong sự giảng dạy. Là bậc thầy của sự giảng dạy. Và trong sự giảng dạy về vương quốc thiên đàng thì Chúa Giêsu thường hay dùng những ẩn dụ để dạy cho các môn đồ của Ngài. Và mỗi một ẩn dụ đều chứa đựng những cái chân lý rất là mầu nhiệm ở trong những ẩn dụ đó. Nhất là về vương quốc thiên đàng. Có thể nói rằng, nếu tôi tính không lầm là 47 ẩn dụ mà Chúa Giêsu đã dùng. Những ngụ ngôn Chúa dùng để dạy về vương quốc của thiên đàng. Mà nếu chúng ta không có hiểu những cái lẽ thật này, thì rất là dễ để chúng ta không có làm theo được. Trước đây tôi cũng không hiểu về những cái ý nghĩa sâu xa mà mầu nhiệm ở trong vương quốc thiên đàng. Một trong những cái ý nghĩa mà tôi hiểu sai là sự trung tín. Tôi cứ nghĩ là trung tín là mình giữ, không để cho mất. Trung tín là mình giữ để không có bị mai một. Và tôi đã làm điều đó suốt nhiều năm theo Chúa. Vì nghĩ là mình là trung tín mà. Nhưng đến khi tôi học lại ở trong cái các ta lân, thì tôi hiểu là cái sự trung tín mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ khi mà được một ta lân, người được giao hai ta lân, người được giao năm ta lân. Thì cái người mà được Chúa gọi đầy tớ ngay lành và trung tín không phải là người giữ mà người làm lợi ra. Amen. Quý vị nói theo tôi, làm lợi ra. Đó mới được gọi là người trung tín. Sanh lãi ra, nhân cấp ra, đó mới là trung tín và được gọi là đầy tớ ngay lành trung tín. Còn cái người giữ, cái người trôn bị gọi là đầy tớ gian ác. Và từ khi tôi hiểu đúng được lẽ thật này, biết rõ về cái bí mật của vương quốc thiên đàng, tôi đã thay đổi cái cách sống của mình và tôi không giữ nó nữa. Tôi cố gắng làm lợi ra những ta lân mà Chúa cho mình, thời gian mà Chúa cho mình, khả năng mà Chúa cho mình, ơn tứ mà Chúa cho mình, kinh nghiệm mà Chúa cho mình. Và tôi cảm thấy rất là vui và tôi thấy mỗi ngày Chúa gia tăng và gia tăng ơn của Chúa trên cuộc đời của mình. Cho nên tôi thích thú để học, để nghiên cứu, để tìm hiểu về những lẽ thật sâu xa ở trong vương quốc của thiên đàng. Sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một ẩn dụ nữa. Và tôi hy vọng rằng những ngày sắp tới chúng ta sẽ từng bước học những ẩn dụ về vương quốc thiên đàng. Bởi vì đây là một trong những cái sứ điệp mà khi Chúa Giêsu còn ở trên đất này, Ngài đi đâu Ngài cũng nói về vương quốc thiên đàng. Ngay cả khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài cũng tiếp tục cắt nghĩa về vương quốc của thiên đàng. Cho nên là cư dân của thiên đàng, chúng ta cần hiểu rõ về cách vận hành của thiên đàng, những cái bí mật, những cái lẽ thật ở trong vương quốc thiên đàng. Vì vậy sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau học với nhau lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 47 đến câu thứ 52. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 47 đến câu 52. Xin Hội Thánh cùng đọc chung với tôi trong đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta khởi sự. Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống, chọn loại cá tốt và cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến, tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính và ném kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các con có hiểu mọi điều đó không? Các môn đồ thưa, dạ hiểu. Ngài phán rằng, vì vậy những thầy thông giáo đã học biết về quân quốc thiên đàng, cũng giống như chủ nhà kia đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình. Chúng con cảm ơn Cha thì giờ phước hành ngọt ngào mà Ngài dành cho chúng con trong sự thờ phượng sáng nay. Và bây giờ chúng con cùng nhau suy gẫm lời của Ngài. Cầu xin Thánh Linh của Ngài tiếp tục ở đây và phán với mỗi chúng con. Xin hãy nói với mỗi linh hồn chúng con những điều mà Ngài muốn phán trong giờ này. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chủ đề mà tôi muốn cùng học với ông bà chị em buổi sáng nay đó là hiểu đúng về vương quốc thiên đàng. Xin cùng đọc theo tôi ạ. Hiểu đúng về vương quốc thiên đàng. Tại sao tôi dùng cái chữ hiểu đúng? Bởi vì tôi đã từng hiểu sai. Và chúng ta thấy mỗi lần mà Chúa Giêsu chia sẻ những ứng dụng, Ngài luôn có một câu phía sau: các con hiểu điều đó chăng? Các con hiểu điều đó chăng? Bởi vì nếu chúng ta không hiểu đúng thì chúng ta sẽ sống không đúng. Chúng ta sẽ không có tìm thấy được phước hạnh khi mà chúng ta theo Chúa. Bởi vì sao? Chúng ta không hiểu. Chúng ta hiểu sai. Và như tôi đã nói, tôi đã từng hiểu sai. Và khi tôi hiểu đúng lẽ thật của Chúa thì cuộc đời của tôi được qua một cái trang mới. Tôi đi từ phước hạnh này đến phước hạnh khác. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi vì tôi đã hiểu đúng và sống đúng với điều Chúa dạy. Câu chuyện ở trong vương quốc Ma-thi-ơ đoạn 13 của 47-52 thì Chúa Giêsu đã kể em câu chuyện vương quốc thiên đàng giống như một cái lưới. Người ta thả xuống biển, bắt đủ hết mọi thứ cá. Và sau khi lưới đầy rồi,
thì người ta lên bờ sẽ chọn lọc cá tốt bỏ vào trong cái rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. Và đến ngày tận thế thì Chúa nói rằng các thiên sứ sẽ đến tách biệt kẻ ác khỏi người công chính và ném kẻ ác vào trong lò lửa, ở tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Sau khi nói xong thì Chúa hỏi rằng các con có hiểu điều đó không? Chúa Giêsu dường như muốn chắc chắn rằng các môn đồ có hiểu điều đó không? Họ nói là dạ hiểu. Thì Chúa lại nói tiếp tục rằng vì vậy những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng cũng giống như chủ nhà kia đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu của mình. Chúa Giêsu muốn dạy gì về ẩn dụ này? Có ba điều quan trọng mà buổi sáng nay tôi muốn cùng quý vị suy gẫm. Mong rằng chúng ta sẽ hiểu và để chúng ta có thể bước vào trong vương quốc thiên đàng, sống như là một người trong vương quốc thiên đàng và hiểu được điều mà Chúa muốn chúng ta hiểu được. Điều thứ nhất mà chúng ta học ở tại đây đó là vương quốc thiên đàng tiếp nhận tất cả mọi người. Ở trong câu 47 nói gì? Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển bắt đủ mọi thứ cá. Vương quốc thiên đàng giống như một cái lưới thả xuống biển bắt đủ mọi thứ cá. Phải quý vị, nó giống như một người thả lưới vậy đó, và sẽ bắt tất cả mọi thứ cá. Không có phân biệt là cá lớn hay cá nhỏ, không có phân biệt là cá gì, lưới thả xuống là bắt tất cả. Điều đó muốn nói là gì ạ? Vương quốc thiên đàng tiếp nhận tất cả mọi người, tiếp nhận tất cả mọi thành phần ở trong xã hội, không phân biệt giàu hay nghèo, không phân biệt là trình độ hay là bán khai, không có phân biệt màu da, sắc tộc, không có phân biệt là quá khứ người đó như thế nào, không có phân biệt giới tính nam hay là nữ, không có phân biệt là người lớn hay là kẻ nhỏ, tất cả được chào đón trong vương quốc của thiên đàng. Tôi được biết có những quốc gia phải có đủ số tiền người ta mới được cấp quốc tịch. Tôi nhớ lần tôi đi giảng ở tại Canada, người ta nói rằng 500.000 đô là giá thấp nhất để một người có thể nhận được quốc tịch. Có những quốc gia hơn số tiền đó. Khi họ đầu tư một cái gì ở bên đó từ 1 triệu đô thì họ mới được cấp quốc tịch. Vì sao vậy? Họ muốn là cư dân của đất nước họ là những người giàu có. Nhưng quý vị, có một tin vui cho chúng ta sáng hôm nay là vương quốc thiên đàng không cần phải 500.000 đô. Vương quốc của thiên đàng tiếp nhận tất cả mọi người. Hallelujah! Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với tất cả người đang nghe sứ điệp này. Quý vị, chúng ta được chào đón ở trong vương quốc của Chúa. Dù chúng ta đang là ai, ở đâu, làm gì, quý vị, điều đó không quan trọng. Quan trọng là quý vị có sẵn sàng để bước vào trong vương quốc của Chúa hay không. Vương quốc của Chúa mời gọi tất cả chúng ta. Tôi biết có những người đang nghe sứ điệp hôm nay là những người chưa tiếp nhận Chúa, và tôi muốn nói với quý vị rằng Chúa yêu quý vị. Chúa sẵn sàng tiếp nhận quý vị. Chỉ cần chúng ta cúi đầu hạ mình và nói rằng Chúa ơi, con bằng lòng tiếp nhận Ngài. Không cần phải mặc cảm về quá khứ của chúng ta, cũng không mặc cảm về tình trạng hôn nhân của chúng ta, cũng không mặc cảm về trình độ trí thức của chúng ta, cũng không mặc cảm vì chúng ta là người sắc tộc này hay sắc tộc nào. Không quan trọng quý vị. Quan trọng là chúng ta có mở lòng ra và nói rằng Chúa còn muốn bước vào trong vương quốc của thiên đàng. Bởi vì Chúa yêu chúng ta, Chúa chết cho chúng ta và Ngài muốn chúng ta được sống. Chúa Giêsu không những giảng dài về vương quốc thiên đàng, nhưng Ngài đã thực hiện khi Ngài bước vào trong chức vụ. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đi khắp các làng, các thành, và Ngài đến với những con người mà người ta rất là ngạc nhiên. Chúa Giêsu đã đến với ai quý vị? Chúa Giêsu đã đến với một người phụ nữ có 5 đời chồng, là người Samari, là người Giu-đa không thể nào tiếp xúc được. Nhưng mà Chúa Giêsu sẵn sàng tiếp xúc với người phụ nữ này, và Ngài đã tiếp nhận người phụ nữ này, và người phụ nữ này đã được biến đổi khi gặp gỡ Chúa. Ngài tiếp xúc với ai nữa? Ngài tiếp xúc với một người có vị trí trong xã hội, một giáo sư lỗi lạc thời bây giờ, đó là Nicodem. Người đàn ông này rất là thắc mắc về sự giảng dạy của Chúa đầy năng quyền, không biết vì sao mà ông đã chạy đến ở trong ban đêm, bởi vì ông sợ người ta nói về ông. Bởi vì ông có địa vị, ông có chức tước ở thời bây giờ. Ông đã đến và hỏi Chúa Giêsu tìm cách nào để bước vào trong vương quốc của thiên đàng của Chúa Giêsu nói, các ngươi phải sanh lại. Ông không hề biết, dù là một giáo sư, một người rất là nổi tiếng, một người có kiến thức rất là uyên thâm, nhưng ông không hiểu được lẽ đạo của sự tái sanh. Hả? Bây giờ tôi phải chui vào lòng mẹ, rồi tôi chui ra sao? Chúa nói không. Gió muốn thổi đâu thì thổi, nhưng nghe tiếng gió thì biết thánh linh của Chúa.
Đây là công việc của Thánh Linh chứ không phải là công việc của xác thịt. Ông rất là ngạc nhiên và ông hiểu. Và Chúa Giêsu đã dùng cái câu chuyện xưa Môi-se chứ không rắn lên cây thể nào. Thì cái người tin nhận Chúa cũng giống như vậy. Chỉ tin sẽ được tái sanh. Và cảm ơn Chúa, Nicodem đặc dầu không công khai niềm tin của mình nơi Chúa, nhưng ông đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Ông đã binh vực Chúa Giêsu trước tòa công luận. Ông là người đã đem những cái dầu quý giá để xức xác cho Chúa. Phải quý vị, Chúa Giêsu đã thực hiện chức vụ của Ngài như Ngài đã dạy. Tính lành của Chúa, vương quốc của Chúa dành cho tất cả mọi người. Người trí thức có, những người bần cùng có, và thậm chí đối với những người tội lỗi như là Sa-chê, một nhà thâu thế, một người ở trong thời bây giờ, người thâu thế, tôi không biết thâu thế bây giờ có sao không, nhưng mà thâu thế ở thời bây giờ thì người ta đó là người tội lỗi, bởi vì người đó là vơ vét của cải của người khác. Nhưng mà Chúa Giêsu sẵn sàng đến nhà của Sa-chê, Ngài chọn nhà Sa-chê. Đến nỗi những người Pha-ri-si thời bấy giờ nói, ồ, người này vào trọ với người tội lỗi sao? Và Chúa Giêsu đã nói gì? Kẻ bệnh mới cần thầy thuốc, người có tội mới cần cứu Chúa. Phải quý vị, tin lành của Chúa dành cho tất cả mọi người. Cho nên một lần nữa, buổi sáng hôm nay, tôi nói với tất cả quý vị là những người đang nghe sứ điệp này, ở tại đây cũng như là những người ở trên màn hình. Quý vị, Chúa yêu quý vị. Chúa muốn cứu cuộc đời của quý vị. Ngài chào đón quý vị vào trong vương quốc thiên đàng của Ngài. Đó là lý do mà hội thánh của chúng ta có một vụ giải cứu, chữa bệnh cho những người bị nghiện xì ke. Có người hỏi tôi, mục sư ơi, tại sao chúng ta phải tốn tiền cho điều này? Mục sư ơi, tại sao chúng ta phải cứu mang cho những con người bị nghiện xì ke? Họ là những người mà không đáng. Chúng ta chỉ lo cho những người lành thôi, tại sao lo những người nghiện, người nghiện xì ke? Có ai dám chơi với người nghiện không ạ? Chắc chắn là không, phải không ạ? Bởi vì chúng ta biết là những người nghiện thì họ là những người rất là dễ để mà có thể lấy những cái gì của chúng ta xung quanh. Nhưng mà quý vị, câu trả lời đơn giản vì sao chúng tôi giúp đỡ và mở ra trung tâm hy vọng? Bởi vì Chúa yêu những người đó. Và hội thánh của Chúa cũng yêu những người đó. Amen. Họ là những người đáng được yêu. Mặc dù là xã hội ruồng bỏ họ, xã hội không tiếp nhận họ, họ bị người ta khinh chê, họ bị người ta cười nhợt, nhưng mà hãy nhớ rằng vương quốc thiên đàng không từ chối những con người đó. Và chúng ta cảm ơn Chúa, tại trung tâm hy vọng, trung tâm của sự giải cứu những người bị nghiện ma túy, ngày hôm nay đã có biết bao nhiêu cuộc đời được giải cứu. Cho nên tôi xin Chúa dùng điều này để khích lệ tất cả quý vị. Hãy nhớ rằng không phải là Chúa yêu những người lành, mà ngay cả người có bệnh cũng được yêu nữa. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà tôi rất là vui khi nghe một cái thông tin. Đó là vào ngày 1 tháng 4 năm 2022, Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an lần đầu tiên đã cho phép đưa kinh sách tôn giáo vào trong trại tù. Tôi nghĩ là mục sư Ngọc Thu nhớ, cách đây vài năm chúng ta đã từng cầu nguyện ở tại đây. Chúng ta cầu nguyện cho những cánh cửa bị đóng ở tại Việt Nam. Đó là cánh cửa nào? Cánh cửa của trại tù. Và chúng tôi đã cầu nguyện hết sức, hết lòng cho trại tù. Bởi vì đây là những nơi rất cần tin lành của Chúa. Chúng tôi tha thiết cầu nguyện, Chúa ơi mở cửa cho chúng con ở trại tù. Chúa ơi mở cửa cho chúng con truyền thông, truyền hình để có thể làm chứng về Chúa. Vì tại đó nếu có cái kênh mà nói về Chúa Giêsu thì tốt biết chừng bao. Biết bao nhiêu người mất hy vọng, biết bao nhiêu người không có sự bình an, có biết bao nhiêu người không có mục đích của cuộc đời. Nếu mà chúng ta có những cái kênh truyền hình, truyền thanh thì tin lành sẽ được giảng ra khắp đất Việt Nam này. Chúng tôi quyết liệt cầu nguyện cho điều này và cảm ơn Chúa, ngày 1 tháng 4 trại tù đã được mở ra. Tôi thật là vui khi nghe tin này. Và điều mà tôi mơ ước nữa, mong rằng đội vọng canh sẽ tiếp tục cầu nguyện, không phải là kinh sách được đem vô thôi, nhưng mà chúng tôi ao ước rằng sẽ có một ngày tôi cầm được giấy phép để giảng tin lành cho trại tù. Hallelujah. Và tôi chắc chắn sẽ kiến nghị với Ban Tôn giáo điều này. Đây là một cái bước khởi đầu rất ý nghĩa quý vị. Nói lên sự tự do tại Việt Nam, không phải ở tại đây, nhưng mà ở ngay trong trại tù, người ta cũng có thể nghe tin lành của Chúa nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những con người này rất khó hoàn lương quý vị. Theo tôi được biết, chỉ trong vòng 3 tháng đến 6 tháng, nếu họ không có mục đích sống, nếu họ không được thay đổi từ bên trong, nếu họ không có động lực sống, nếu ra khổ tù mà vợ bỏ, nếu ra khổ tù mà chồng bỏ, nếu ra khổ tù mà người ta không có tiếp nhận những cái công ty, người ta không tiếp nhận cái thằng tù để đi làm, thì con đường của họ sẽ đi đâu? Dạ, lý lịch đó khó ai tiếp nhận lắm, đúng không quý vị? Khi nộp đơn, người ta sẽ coi CV của mình, người ta sẽ coi lý lịch của mình. Nhưng nếu một cái lý lịch là 5 năm ở tù, 7 năm ở tù, chắc chắn
không cần phải interview, không cần phải phỏng vấn nữa đâu. Cho nên tôi mơ ước làm sao họ được biến đổi ngay từ trong tù khi họ tiếp nhận Chúa. Nên tôi mong rằng đội vòng canh và cả hội thánh chúng ta cầu nguyện điều này. Quý vị có cùng mơ ước với tôi không ạ? Dạ, tôi mong rằng quý vị chúng ta sẽ chiến đấu trong sự cầu nguyện và sẽ đến một ngày chúng ta sẽ vào trong trại tù để giảng Tin Lành. Amen. Nói đến đây thôi lòng tôi cảm thấy vui lắm quý vị. Bởi vì sao vậy? Những con người bị từ chối, những con người không ai để ý tới, những con người mà ai cũng sợ hết. Họ xăm người đầy mình từ trên, từ cổ sẽ đến chân. Ai sẽ tiếp cận họ? Nhưng hãy nhớ một điều rằng Chúa Giêsu yêu họ. Và như tôi đã nói, Chúa yêu, chúng ta yêu. Hãy yêu điều Chúa yêu và ghét điều Chúa ghét. Chúa yêu những tội nhân này. Và mơ ước thứ hai mà tôi mong lòng đội vòng canh và cả hội thánh ta cầu nguyện, nếu đây cũng là sự cứu mang của vị, đó là một vụ của những người lỡ lầm. Tôi biết có nhiều cô gái lỡ lầm khi có bạn trai rồi lỡ lầm có thai, và bạn trai lại quất ngựa chi phong, cha mẹ lại từ chối. Cuộc đời của những cô gái đó sẽ đi về đâu nếu không có một nơi chăm sóc, nếu không có một nơi để bảo vệ, để khi đứa bé được sanh ra? Con đường bán thân là con đường rất là dễ, và khi những người phụ nữ bán thân rồi, con đường quay trở lại cũng là rất là khó. Tôi thật sự cưu mang cho điều này và mong rằng chúng ta hãy cầu nguyện, nếu đẹp ý Chúa và cho chúng ta có một vụ này. Bởi vì họ cần được chăm sóc, họ cần được nâng đỡ, và đó là những người Chúa yêu. Nên tôi ước mong rằng hội thánh sẽ cùng cầu nguyện với tôi, bởi vì Tin Lành của Chúa, vương quốc của thiên đàng tiếp nhận tất cả mọi người. Không phải kẻ bệnh mới cần thầy thuốc, kẻ bệnh mới cần thầy thuốc quý vị. Người khỏe không cần thầy thuốc, người bệnh mới cần thầy thuốc. Kẻ có tội mới cần cứu Chúa. Nên nguyện lời của Chúa nhắc nhở tôi và quý vị sáng hôm nay, và chúng ta biết được cái bản chất của vương quốc thiên đàng là tiếp nhận mọi người. Vậy thì mong rằng hội thánh của Chúa ở tại đây cũng sẽ là hội thánh đi ra để chinh phục mọi người về cho Chúa, bất kể là ai. Và nếu ai trong quý vị sáng nay nghe lời của Chúa ở trên màn hình này, và tôi kêu gọi quý vị hãy trở về với vương quốc của thiên đàng, bởi vì tại đây quý vị được chào đón, tại đây quý vị không bị phân biệt, tại đây Chúa tiếp nhận quý vị. Điểm thứ hai mà chúng ta học ở tại đây, ở trong đoạn kinh thánh này, ở trong câu 48 nói gì? Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống, chọn loại cá tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. Chúng ta nghe chỗ này có lạ và mâu thuẫn không quý vị? Lưới thì lưới đầy hết, đúng không ạ? Tất cả đều vô hết. Nhưng mà khi mà đem vô bờ thì chọn cái cá tốt bỏ vô rổ, và cái xấu thì lội ra. Quê hương tôi ở vùng biển, tôi hiểu cái điều này. Và tôi đã từng chứng kiến khi mà mỗi buổi sáng đi ra thấy những người thả lưới. Họ thả lưới và kéo lưới. Họ ra rất là xa, họ kéo vô. Và khi kéo vô hết rồi thì có đủ loại cá ở trong đó. Thì những người lưới cá họ bắt đầu lựa những con cá to, cá tốt bỏ vô cái rổ. Và đúng như lời Chúa nói, rồi những cái linh tinh, những con cá linh tinh thì họ quăng ra ngoài. Đúng thôi. Khi Chúa Giêsu nói về ân dụ này thì các môn đồ hiểu ngay lập tức, bởi vì họ là dân chài lưới. Vùng biển Galilee là vùng biển mà có rất là nhiều người chài lưới, cho nên họ rất là hiểu. Thì có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc tại sao vậy Chúa? Tiếp nhận hết mọi người, tại sao lại chọn cái tốt và bỏ cái xấu? Như vậy thì có sự phân biệt rồi mà. Dạ thưa không, nếu chúng ta đọc kỹ chúng ta thấy rằng trong vương quốc của Chúa tiếp nhận tất cả mọi người, không có phân biệt ai cả. Nhưng mà ở trong vương quốc của Chúa sẽ nuôi dưỡng chúng ta lớn lên ở trong Ngài. Và khi chúng ta trưởng thành ở trong Chúa thì chúng ta sẽ chọn điều tốt và bỏ điều xấu. Chúng ta amen không ạ? Tiếp nhận mọi người, mỗi người thuộc về Chúa, nhưng mà đi với Chúa mỗi ngày thì điều tốt phải thêm lên và điều xấu phải bớt đi. Và đó là lý do chúng ta thấy tại sao có rất là nhiều cuộc đời trước khi tin Chúa họ là tướng cướp, trước khi tin Chúa họ là gái mại dâm, trước khi tin Chúa họ là người nghiện ngập, trước khi tin Chúa họ là người hung dữ. Nhưng mà khi tin Chúa Giêsu rồi, cuộc đời của họ được hoàn toàn thay đổi 180 độ, trở nên hiền lành, trở nên mềm mại. Có ai biết được thầy David Lộc trước đây 12 năm là người nghiện đâu? Không ai biết được cả. Nếu chúng ta biết quá khứ người này chắc chắn chúng ta sẽ không dám đến gần. Bởi vì sao? Anh nghiện xì ke. Tôi nhớ hoài một anh nghiện xì ke ở Nha Trang, là nhân sự của chúng tôi trước đây 25 năm quý vị, nổi tiếng tại Nha Trang. Nổi tiếng tại Nha Trang bởi vì anh thường bị bắt bỏ vào tù.
Nhưng mà nghiện vẫn nghiện, mà mỗi lần ra khổ tù thì nghiện nhiều hơn và tinh vi hơn nữa trong việc cướp giật. Anh nói rằng có lần anh phải canh cái chuồng gà để bắt từng con gà từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối đi bắt gà. Và anh có một vị canh ở trong nhà, đó là thằng Trà Đồ Nhôm. Cứ mỗi lần mà anh xuất hiện ở nhà thì nói Trà Đồ Nhôm về, là tất tần tật những người ở trong nhà đó là dẹp hết những đồ nhôm, dẹp hết những đồ mũ. Bởi vì sao? Bén ra một cái là anh sẽ lấy. Và cứ mỗi lần anh xuất hiện là cả nhà năm thính thích ở trong nhà không dám cử động. Chúng ta nghĩ đi, rất là nhanh. Anh nói một sư biết không, anh kể tôi nghe, tôi khốn nạn lắm. Anh dùng cái từ là tôi khốn nạn lắm. Có một lần tôi về nhà để tìm cái gì đó để mà trông, nhưng không có gì hết, tại người ta giấu hết rồi. Còn có phòng của mẹ tôi thôi. Mẹ tôi thì lẫn rồi, bà cụ tôi biết, hơn 80 tuổi rồi, bà lẫn không biết gì đó. Anh nhìn qua nhìn lại không thấy nhôm của, không thấy mũ. Anh nhìn bà cụ nó, má, tha lỗi cho con nha, xin lỗi quý vị, cho con mượn đỡ cái quần satin. Thế là anh lấy quần satin đi bán để có thuốc. Anh nói tôi khốn nạn như vậy đó, tôi không chừa một thủ đoạn nào cả. Gia đình đưa vào chùa, anh không được cứu. Đưa đến một tôn giáo khác, qua nhà thờ. Anh cũng đi nhà thờ quý vị, nghe một sư giảng, gật đầu, tưởng là quán đạo lắm. Nhưng mà sau khi nhà thờ tang lễ, ông mục sư phát hiện mất cái chung. Mất em có chung. Cái gì cũng lụm được hết quý vị. Tôn giáo không cứu được, cải tù không cứu được. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng các mục sư tin lành, tư gia của chúng ta trong thời điểm đó đã đến làm chứng. Anh cũng tin. À, anh bị đầy ra cái đảo, không phải là đảo Bắc Mô, là một cái đảo ở ngoài Nha Trang đó, để dành cho những người nghiện, để là coi như là biệt lập họ, không có dính vô trong xã hội. Và anh nói một số biết không, tôi nghĩ trong đầu bây giờ ở đây cũng chết vì thiếu thuốc, bơi vô, nếu mà sống thì mình được uống thuốc tiếp, mình chích thuốc tiếp. Và thế là anh bơi từ đảo bơi vô bờ, và giữa đường thì chân anh bị rút, chuột rút. Lúc bây giờ thì anh chới với rồi. Và nó là một vừa nghiện xì ke mà một tay bơi rất là kiệt sức. Lúc cuối cùng đối đế qua lạ lên, Chúa ơi, nếu có Chúa cứu con với, lần này con tin Chúa thiệt nha Chúa. Mấy lần trước là tin Chúa theo cái miệng thôi, ở đây thôi, chứ không tin ở đây. Chúa ơi, nếu có Chúa cứu con với. Anh vừa kêu xong thì có một cái chiếc xuồng đi ngang qua. Thì thường là thấy những người như vậy người ta sẽ cứu. Thì cái xuồng đi ngang qua nó cứu tôi với, cứu tôi với. Thì hai cha con nó đi luôn. Anh nói Chúa ơi, tại sao vậy Chúa? Con hứa mà, con hứa con tin Chúa thiệt. Chúa cứu đi con hầu vì Chúa nữa. Chà, lúc này còn ngon dữ nữa. Thì anh khi anh lá lên lần thứ hai, thì cái chiếc xuồng nó quay lại. Và vớt anh lên. Vớt anh lên, anh mới hỏi, hồi nãy sao không cứu? Chờ tôi uống nước rồi mới cứu. Thì người cha mới ôn tồn nói rằng, anh có biết luật ở đây không? Nếu chúng tôi cứu những người nghiện, thì chúng tôi sẽ bị lấy xuồng. Chén cơm của cha tôi, cha con tôi không còn, cho nên tôi phải chạy. Khi tôi chạy qua anh rồi, thằng con của tôi mới nói rằng, ba ơi, sao thấy người chết mà không cứu? Quý vị, và đó là lý do tôi quay lại. Cái tiếng kêu lần thứ hai nó từ ở đây, chứ không phải ở đây, bởi vì anh đã từng kêu ở đây rồi. Nhưng mà tiếng kêu lần thứ hai nó nằm ở trong tấm lòng của anh. Và cảm ơn Chúa, anh khi được vớt lên khỏi nước, anh vô bờ, thì quá thật, anh tin Chúa thật. Và cảm ơn Chúa, từ đó cuộc đời anh được biến đổi. Trong một lần cầu nguyện giải cứu, ma quỷ xuất ra khỏi anh, và anh bật ra nói tiếng mới. Và kể từ đó quý vị, anh hoàn toàn được giải phóng, và anh trở thành một người hầu vị Chúa với chúng tôi nhiều năm. Chúng ta có thể vỗ tay ngợi khen Chúa mà. Và chúng tôi cũng không ngờ được là anh có vợ 25 năm nghiện xì ke. Chúng ta biết là 25 năm nghiện xì ke thì không còn cái gì trong người ở đó. Răng còn có mấy cái à. Nó xiết hết những cái cơ thể trong cơ thể anh. Nhưng mà cảm ơn Chúa, anh tin Chúa. Chúa cho anh một gia đình có đứa con, và con anh hiện nay đang ở Sài Gòn và đang thờ phụng Chúa. Quý vị, phải, đó là quyền năng của phúc âm của Chúa. Khi ai thật sự tái sanh được sự gặp Chúa thì đời sống họ được biến đổi. Giữ lại cái tốt và bỏ cái xấu. Tôi nhớ nhiều năm khi tôi gặp một sư hãng A Xà ở
ở trong một cái buổi gặp với lại Thủ tướng Chính phủ, và tôi gặp với người của Đức Chúa Trời và tôi đã chụp hình với ông. Ông học chưa hết cấp 1, quý vị. Một sư này chưa học hết cấp 1. Nhưng mà quá con người này đã đem đến một sự thay đổi cho cả một cái vùng gọi là Xin Sứ Hồ ở tại tỉnh Lai Châu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến đây và thăm. Quý vị biết ở tại đây trước đây là gì không ạ? Là một cái nơi mà trồng á phiện, trồng cây á phiện, một cái nơi nghèo nhất Việt Nam. Ông kể lại rằng không có cơm mà ăn luôn. Mấy đứa nhỏ nó ăn cơm mà nó dính hạt cơm ở ngay miệng á, thì đứa nhỏ kia mới lụm bò tới lụm bỏ vô miệng mình. Có nghĩa là thiếu cơm, thiếu gạo ăn, rất là nghèo, nhưng mà chuyên gia trồng á phiện. Cái gì cũng á phiện hết. Khách tới nhà không có đãi gì hết, đãi á phiện. Vợ mà lên cơn đau đẻ, chạy chưa kịp tới bệnh viện là bỏ viên á phiện vô miệng, làm cho giảm đau. Tất tần tật đều là á phiện. Nghèo nhất xứ, nghèo nhất Việt Nam. Nhưng mà cảm ơn Chúa, từ khi ở tại đây nghe tin lành của Chúa Giêsu, từ khi vương quốc thiên đàng ở tại nơi này thì đã thay đổi Xin Sứ Hồ. Và bây giờ nó không phải là nơi trồng á phiện, mà nó là một du lịch của cả thế giới. Cả thế giới đều biết tin Xin Sứ Hồ. Con gái của tôi từ bên Mỹ về, nó nói ba, con sẽ đi ra Hà Nội và con sẽ đến Xin Sứ Hồ. Tôi chưa bao giờ kể cho con gái tôi về Xin Sứ Hồ, nhưng mà Xin Sứ Hồ đã có khắp nơi ở trên thế giới, và nhiều người đến Việt Nam, họ đến Xin Sứ Hồ để chứng kiến công việc của Chúa làm. Và tôi nhớ lời của ông Chủ tịch Quốc hội nói rằng, ước gì ở Việt Nam có tất cả những làng, những xã giống như Xin Sứ Hồ. Hallelujah! Người khôn ngoan là người biết chọn điều tốt và bỏ điều xấu. Quý vị, là những người tin Chúa Giêsu thật, chúng ta cần phải biết đâu là tốt và đâu là xấu. Cảm ơn Chúa, tin lành của Chúa đến đâu thì đem điều tốt đến và loại bỏ điều xấu. Và đây cũng là điều mà nhắc nhở cho chúng ta buổi sáng hôm nay, là những người theo Chúa. Quý vị, có người nói là mình tin Chúa 10 năm, 15 năm, 20 năm. Nhưng mà chúng ta đang chọn điều tốt hay là chúng ta chọn điều xấu? Hãy khôn ngoan để biết điều nào là tốt và điều nào là xấu. Hãy khôn ngoan để chọn lựa, quý vị. Có nhiều người theo Chúa, tin Chúa rồi, nhưng mà vẫn giữ điều xấu và bỏ điều tốt. Miệng lúc nào cũng là tôi biết Chúa, tôi tin Chúa, tôi hội thánh mơ ước. Nhưng mà đời sống của chúng ta đang chọn điều tốt, bỏ điều xấu, hay là giữ điều xấu mà bỏ điều tốt. Không tính tôi vậy, chịu chịu thôi à. Vâng, trước khi tin Chúa chúng ta có thể là như vậy, nhưng mà khi tin Chúa thì điều xấu phải bị loại bỏ. Chúng ta amen không ạ? Đó là bản chất thật của vương quốc thiên đàng. Bạo hành là xấu, đánh vợ là xấu, đánh chồng là xấu, càm ràm là xấu, mắng nhiếc là xấu, cái đắng là xấu. Chúng ta cần loại bỏ nó. Tôi muốn nghe nhiều chữ amen à. Còn mong rằng đây là tin vui cho những ông chồng. Nhớ nha, đánh chồng là xấu, bạo hành là xấu, quý vị. Chúng ta cần phải biết điều nào là xấu để chúng ta loại bỏ. Đừng để cái điều xấu ở trong đời sống của mình. Rồi cảm ơn Chúa, có nhiều lời chứng để chúng ta được khích lệ. Có những người khi tin Chúa, đời sống được biến đổi. Có nhiều điều tốt đã xảy ra trong gia đình. Và đó cũng là điều mà làm chứng cho rất nhiều người. Và một trong bằng chứng mà chúng ta đã được nghe đi nghe lại, đó là những người nghiện xì ke. Từ khi tin Chúa, cuộc đời hoàn toàn được biến đổi. Tôi lên Đà Lạt cách đây vài tháng, một cái người đã từng có đứa con bị nghiện xì ke gần 20 năm. Anh Hùng là đại ca ở trên Đà Lạt. Nhưng cảm ơn Chúa, từ khi tiếp nhận Chúa, anh đi chùa cũng không được hết. Đi vô nhà thờ để mong rằng nhà thờ Công giáo tại đó anh đọc kinh, bao nhiêu kinh sẽ được hết. Nhưng mà chỉ có từ khi tin Chúa, cuộc đời được biến đổi. Và gia đình trở nên là một cái niềm tự hào về người con của mình, từ khi tin Chúa. Tôi mong rằng mỗi cuộc đời của chúng ta sẽ là niềm tự hào cho người thân của chúng ta, cho những người biết rằng chúng ta là cơ đốc nhân. Bởi vì sao? Chúng ta từ xấu trở nên tốt, chứ không phải là từ tốt trở nên xấu. Và tôi cũng mong lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở cho tất cả những ai đó trong chúng ta không có phân biệt điều tốt và điều xấu. Quý vị ơi, hãy biết đâu là xấu để loại bỏ, và biết đâu là điều tốt để nhờ cậy Chúa để bước đi. Nói hành là xấu, chửi rủa là xấu, cay đắng là xấu, hung dữ là xấu, thì hãy loại nó ra khỏi đời sống mình nếu chúng ta nói chúng ta là cơ đốc nhân. Vì Kinh Thánh nói gì? Có nhiều người hỏi, mục sư ơi, làm sao để tôi có thể tốt hơn? Có ba cái nguồn mà tôi muốn gửi cho quý vị. Cái nguồn thứ nhất
đó là lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta biết đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là tội, đâu là thánh, đâu là tục. Khi chúng ta đọc lời Chúa như một tấm gương để chỉ cho chúng ta biết điều đó. Thứ hai, đó là Đức Thánh Linh, người bạn, người thầy ở bên cạnh chúng ta, sẽ cáo trách, sẽ dẫn dắt, sẽ giúp đỡ. Khi chúng ta làm điều sai thì Ngài cáo trách, và khi chúng ta chưa biết con đường phải đi thì Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta. Và cái nguồn thứ ba, đó là hãy tham gia tổ tế bào. Quý vị, đó là nơi để chúng ta được chăm sóc, đó là nơi để chúng ta được gây dựng, đó là nơi mà để chúng ta được lớn lên ở trong Chúa, bởi một gia đình thứ hai của chúng ta là những anh chị em trong Chúa. Và nếu ai trong quý vị muốn được tốt hơn mỗi ngày theo Chúa thì hãy sử dụng những cái nguồn này. Hãy tham gia tổ tế bào để chúng ta được lớn lên mỗi ngày. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết, nếu chúng ta không loại bỏ điều xấu giữa điều tốt thì đến một ngày thiên sứ của Chúa cũng sẽ làm điều này. Ở trong câu 49-50 nói gì? Đến ngày tận thế cũng vậy, các thiên sứ sẽ đến tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính và ném kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Quý vị, đến ngày cuối cùng gọi là ngày tận thế. Có người trước khi đến buổi nhóm này hỏi tôi rằng: Mục sư ơi, có ngày tận thế không? Kinh Thánh nói có. Kinh Thánh nói rằng sẽ có một ngày đó. Chúng ta chưa biết là ngày nào, nhưng mà ngày cuối cùng sẽ đến. Ngày cuối cùng sẽ đến. Và Kinh Thánh nói rằng ngày đó thiên sứ sẽ tách biệt kẻ ác và người công chính vào một bên. Kẻ ác sẽ bị ném vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cái ẩn dụ này giống như ẩn dụ cỏ lùn và lúa mì vậy. Chúa không có cho chúng ta nhổ cỏ lùn hay là lúa mì, nhưng đến cái ngày cuối cùng Chúa sẽ làm điều đó. Thiên sứ sẽ làm điều đó, không phải là mục sư, không phải là tổ trưởng tổ tế bào sẽ làm điều đó, mà chính thiên sứ sẽ làm điều đó. Tôi ngạc nhiên, tôi không biết là thiên sứ sẽ làm sao để biết ai là chiên, ai là dê. Tôi thật sự thắc mắc, tôi không biết là thiên sứ làm sao để biết được ai là người công chính, ai là kẻ ác. Chúng ta biết không ạ? Ai? Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta. Chính cái đời sống được biến đổi của chúng ta, thiên sứ sẽ biết điều đó. Anh ước mong rằng lời Chúa buổi sáng nay giúp đỡ cho tôi và quý vị, và tôi cầu nguyện để tất cả thành viên Hội Thánh Mơ Ước và tất cả người nghe sứ điệp này buổi sáng hôm nay, không một ai trong chúng ta bị bỏ lại trong ngày cuối cùng. Tất cả đều được bước vào trong nước đời đời của Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài, khi chúng ta thờ phượng Ngài, khi chúng ta bỏ điều xấu để giữ điều tốt cho mình, mỗi ngày lớn lên giống như hình ảnh của Chúa Giê-xu, đó là điều mà Chúa mong muốn. Và điểm cuối cùng của lời Chúa buổi sáng hôm nay, trong câu 51-52, chúng ta thấy Chúa nói gì? Các con có hiểu mọi điều đó chăng? Chúng ta thấy rõ ràng không? Chúa Giê-xu dường như muốn chắc chắn là chúng ta hiểu ẩn dụ không? Chúa hỏi các môn đồ, các con hiểu không? Họ nói gì? Dạ con hiểu. Tôi mong rằng quý vị hiểu được lẽ thật này buổi sáng hôm nay, để giúp cho chúng ta là người bước theo Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ mỗi ngày tốt hơn chứ không phải là xấu hơn. Amen. Người ta sẽ nhìn chúng ta thấy, ô ngạc nhiên quá, từ khi tin Chúa cuộc đời của bạn thay đổi, từ khi tin Chúa cuộc đời của bạn tốt hơn. Tôi mong rằng chúng ta chính là lời chứng cho Chúa của chúng ta trong ngày sắp tới. Các con có hiểu điều ta nói chăng? Họ nói dạ hiểu. Và Chúa xuống nói gì ạ? Vì vậy những thầy thông giáo đã học biết về vương quốc thiên đàng cũng giống như chủ nhà kia, đem những vật mới lẫn cũ ra khỏi kho báu mình. Một ẩn dịch khác thì nói rằng các con có hiểu mọi điều đó không? Họ thưa dạ hiểu. Ngài bảo tiếp, vì vậy mỗi chuyên gia kinh luật khi học làm môn đệ nước thiên đàng thì giống như một người chủ nhà kia lấy ra khỏi kho tàng mình những bảo vật mới lẫn cũ. Chúa Giê-xu muốn nói điều gì ở trong cái phần cuối cùng này? Có nhiều người khi đọc chỗ này nói à, Chúa bảo chúng ta bỏ cái cũ lấy cái mới, đúng không ạ? Dạ không. Ở trong mạch văn của đoạn kinh thánh này, Chúa không hề nói bỏ cũ lấy mới. Ở trong mạch văn của đoạn kinh thánh này, Chúa nói gì? Những cái cũ báo, cũ và mới được đem ra khỏi kho. Chúa Giê-xu đang muốn nói với các môn đồ, đặc biệt là những thầy thông giáo, là những người chuyên nghiên cứu về luật pháp và lời tiên tri. Họ có một kho báo, họ có một cái kho tàng kiến thức về luật pháp, hiểu biết lời của Chúa. Và Chúa rất là trân quý về những sự hiểu biết đó. Và Chúa gọi đó là báu vật cũ. Hãy dùng những báu vật cũ và mới. Ở đâu vậy? Mới là những lẽ thật mới về vương quốc của thiên đàng. Những điều mà Chúa Giê-xu dạy dỗ đó, hãy lấy cái cũ và cái mới đó đem ra khỏi kho. Chúng ta hiểu điều này không ạ? Chứ Chúa không có bảo là bỏ cái cũ lấy cái mới. Chúa trân quý những hiểu biết, Chúa trân quý những cái kiến thức, những cái học thức mà họ có,
trước khi tin Chúa, những cái luật lệ mà họ nghiên cứu trước khi tin Chúa. Và Chúa nói rằng hãy lấy cái cũ và cái mới đem ra khỏi kho. Cho nên lời này nhắc nhở cho tôi và quý vị rằng ở trong mạch văn này Chúa rất là trân quý. Chúa không có hề phản bác về những gì chúng ta đã biết trước đây. Chúa không hề phản bác những gì chúng ta có trước đây. Và chúng ta có thể ứng dụng vào trong đời sống của mình. Quý vị, chúng ta có thể sử dụng tất cả những ân tứ trước khi tin Chúa để có thể bước vào trong vương quốc thiên đàng và dùng nó để mở rộng vương quốc của thiên đàng. Amen. Nếu chúng ta là một vận động viên chơi thể thao, là một cầu thủ bóng đá, quý vị, khi chúng ta tin Chúa, không ai bảo chúng ta bỏ. Có nhiều người hiểu sai điều này, thôi đừng chơi bóng đá nữa, mày là thần tượng bóng đá rồi đó, mê bóng đá rồi. Không, Chúa tạo nên họ, đam mê của họ, sở thích của họ là như vậy, và họ vẫn có thể làm vinh hiển danh Chúa ở trong môi trường bóng đá. Quý vị hiểu không ạ? Cho nên tôi mong rằng lời này sẽ giúp cho chúng ta hiểu. Chúng ta đừng hiểu sai. Chúa không có bảo chúng ta bỏ tất cả mọi sự để tập trung vào một tín ngưỡng. Không, nếu chúng ta là luật sư, quý vị, trước khi tin Chúa, bây giờ chúng ta tin Chúa, hãy là một luật sư công chính. Đừng vì tiền, mà hãy vì sự công chính mà làm. Nếu ai trong quý vị đang nghe lời này, tôi muốn nói lần nữa, thế giới này cần những luật sư công chính. Ở đâu có sự công chính? Ở những luật sư cơ đốc. Hãy sử dụng kiến thức, hiểu biết, ân tứ mà chúng ta có để giúp đỡ cho những người nghèo, những người bị áp bức, những người bị sống bất công, để họ có thể tin rằng ở trong Chúa có sự công bình. Nếu chúng ta là một bác sĩ, hay là một bác sĩ có tâm, chứ đừng vì tiền để mà làm. Rất tiếc ngày hôm nay những hình ảnh đó nó bị quen ố bởi đồng tiền. Và tôi mong rằng lời này buổi sáng nay nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị, nếu chúng ta là một luật sư, hãy làm tốt vai trò của một luật sư. Nếu chúng ta là một bác sĩ, hãy làm tốt vai trò của bác sĩ. Nếu chúng ta là một kỹ sư, hãy vẽ những bản vẽ làm thật tốt với vai trò của một kỹ sư có tâm, chứ không phải vì tiền. Ngày hôm nay cái giá trị của đồng tiền đã thay đổi cái giá trị của nhiều cái chức vụ. Và nếu chúng ta là một giáo sư thì hãy dạy bằng cả tấm lòng của mình. Nếu chúng ta là một nhà kinh doanh, hãy là một nhà kinh doanh có đạo đức. Nếu chúng ta là một người làm nghệ thuật, hãy là một nghệ thuật chân chính cho Chúa, và Chúa được vinh hiển trong nghệ thuật đó. Amen không quý vị? Cho nên chúng ta cần hiểu đúng lời của Chúa. Chúa không bảo chúng ta bỏ cái cũ lấy cái mới, không hề. Những ân tứ, những điểm mạnh nào Chúa cho quý vị, hãy sử dụng nó với cái mới mà chúng ta học được ở trong vương quốc Chúa để đem ra giúp đỡ cho nhiều cuộc đời. Từ khi tôi hiểu được lẽ thật Chúa, từ khi tôi biết được lẽ thật của Chúa, tôi đã sống đúng với cái mục đích và cái định mệnh mà Chúa cho mình. Mỗi ngày tôi tăng được giá trị cho một ai đó, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Tôi nói cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay con đã gặp được một người. Cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay con gặp được hai người và con đã tăng giá trị cho người đó. Khi tôi biết đó là ơn của Chúa cho mình, tôi không chôn giấu nó, tôi làm lợi ra và sử dụng những ân tứ điểm mạnh của mình để tăng giá trị cho người khác, để giúp cho người khác biết rõ được ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình. Nên quyền lời của Chúa nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị. Có người nói, ô, một Chúa em là người cũ. Quý vị, trong vương quốc của Chúa không có sự phân biệt cũ hay mới đâu. Nghe cái cũ thấy nó mốc mốc meo meo không quý vị? Chúa nói là cũ mới đem ra khỏi kho. Cũ và mới đều có giá trị, quan trọng là đem ra khỏi kho. Amen. Cũ và mới đều có giá trị nếu chúng ta đem ra để sử dụng cho vương quốc của Chúa. Có nhiều người rất là tự hào, tôi cũ, tôi theo Chúa nhiều năm, nhưng mà chúng ta đã làm gì vậy? Đồ cũ, đồ cổ, nó nằm ở trong kho, nó không có giá trị đâu. Nó chỉ có giá trị khi được đem ra ngoài. Và tôi mong rằng tất cả chúng ta, những người cũ hay người mới, chúng ta để cho Chúa sử dụng thì cuộc đời chúng ta sẽ có giá trị. Đừng để ở trong kho nữa quý vị. Tiền để trong két nó chỉ là giấy, nó đem ra ngoài nó mới có giá trị. Của báo cũng vậy, để trong kho chẳng ai biết nó là gì cả, nhưng mà đem ra ngoài nó mới có giá trị. Và tôi mong rằng sứ điệp này giúp cho tất cả chúng ta. Quý vị đừng uổng phí, đánh mất đi những ân tứ, những điểm mạnh mà Chúa cho chúng ta. Hãy đem ra khỏi kho. Amen. Hãy đem ra để Chúa sử dụng, để có lợi cho vương quốc của Chúa và có lợi cho nhiều cuộc đời. Nguyện lời của Chúa giúp đỡ cho chúng ta hiểu đúng về vương quốc thiên đàng buổi sáng hôm nay. Vương quốc thiên đàng của Chúa tiếp nhận tất cả mọi người, chào đón tất cả mọi người. Chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là chúng ta mở lòng tiếp nhận Chúa. Ngài tiếp nhận chúng ta. Đơn giản quý vị, Ngài tiếp nhận chúng ta. Và vương quốc thiên đàng muốn chúng ta mỗi ngày lớn lên, biết chọn điều tốt, bỏ điều xấu. Đừng có giữ điều xấu,
Nếu biết nó là xấu, hãy lội nó ra. Hãy cày ơn Chúa bỏ nó đi. Đừng có nói là tánh tôi vậy, chịu thôi. Đừng có nói như vậy. Mỗi ngày lớn lên chúng ta cần phải trưởng thành trong Chúa và chọn điều tốt, bỏ điều xấu. Đó là người khôn ngoan. Và hãy nhớ cuối cùng, điểm đồ cũ hay đồ mới không quan trọng. Ân tứ của chúng ta được đem ra sử dụng, kết hợp với những gì chúng ta đã được học từ lời Chúa, sẽ là có lợi cho vương quốc của Chúa. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả quý vị. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.